Chào các bạn, bây giờ là cái bàn đã hoàn tất rồi. Đây, mình quay một vòng nha. Đó. Đây, hoàn tất rồi. Cái bàn này thì ngồi. Chào tất cả các bạn, Toản đây. Bây giờ là khoảng 1 giờ chiều. Hôm nay thì mình sẽ đóng một cái bàn để làm việc, mới toàn ngồi dưới đất không à. Bên đây sẽ đóng là bàn làm việc đây. Các bạn xem anh bên đây bắt đầu anh đã đóng nha. Đầu tiên là anh cắt mấy cái bàn của mình là mặt gỗ chân sắt. Bây giờ là anh đang cắt mấy cái chân sắt và anh đo để đóng nè. Đặt cái chân sắt lên đây. Đó. Đây. Đóng ra cái quy cắt cái ghế này. Đóng này cái quy cắt của cái ghế này. Đó. Lua cán phán lại chút. Dạ. Bên đây thì anh Thịnh với lại anh Nhân góc bên đây đang xử lý cái mặt bàn để cho nó láng mình ngồi làm việc cho nó đã. đóng đồ nghề. Trên đây cái gì cũng có sẵn để làm, muốn đóng như là có luôn. Như Sài Gòn mình muốn làm gì là phải mua, bắt buộc phải mua mới có. Còn đây nè, ván ảnh mua chót một đống đây nè, muốn đóng cái gì cũng được hết. Cái này giờ anh đóng được thêm mấy cái nhà nữa đó các bạn ơi. Mình kéo mấy nó ra để làm cái gì vậy anh Thịnh? Đây là cái mặt cưa mình đào ra xong rồi nó đóng cục lại, giờ mình phải lôi nó ra hết để dạ. Nó sạch rồi mình mới đào tiếp được. Dạ, cái mặt cưa này giờ mình làm cái gì anh? Cái này hả, đốt thôi. Dạ, đốt. Cái này nhúng lửa. Cái này chắc đâu có đốt sưởi ấm được anh nhỉ. Khói. Khói đó. Quanh kia mòi luôn á nha. Mòi hết cái mấy cái mọt cưa này ra xong xuôi hết rồi, thì mình mới xử lý được cái mặt bàn. Mình xử lý được cái mặt bàn. Giờ nó đóng dày quá rồi mình không có làm được nữa. Đó, đây nè, mình quay. Mình zoom gần lại. Đó, một đống. Nó che lên gần một nửa cái bàn cưa rồi. Đó. Đây. Cái bàn này là bốn cái này chắc là để cái mặt bàn đúng không anh? Đây. Bốn cái chân này, bốn cái chân khác xong rồi. Đây, bốn cái mặt bàn nhá. À, mình đang đứng nó hơi chói. À, góc bên kia đó, góc bên kia là anh đang xử lý đó. Đó, đó. Các bạn xem góc bên kia kìa. Đó, đang đóng nha cái mặt bàn bằng gỗ. Cái chân sắt đó, góc bên kia. Để mình quay bên đây. Đó. Đây. Là Đức với là anh Khoa, hai cha con đóng thôi. Rồi, khoảng nửa tiếng là hoàn thành rồi. Đây. Cách 38 luôn. Chú Đức đang đo để đóng mặt bàn. Cái mặt này khá là đẹp nè. Mặt này anh Đức đã mài xong rồi. Chút nữa chỉ cần mài đắm xong, chỉ cần mài lại thêm tí nữa chắc là được rồi. Này
ốc cuối cùng. Một. Thêm một con nữa. Xong. Cái bàn hoàn thành. Bây giờ đánh cho nó láng ra màu mè hoa lá cành thêm một tí nữa là tuyệt vời luôn. Đây. Xong rồi. Và cưa cho nó bằng các bạn. Rồi, xong cái bàn. Chào các bạn, bây giờ là cái bàn đã hoàn tất rồi. Đây, mình quay một vòng nha. Đó. Đây, hoàn tất rồi. Cái bàn này thì ngồi làm việc thoải mái. Để một lúc hai cái máy tính lên là thoải mái luôn. Đây. Đây, cái mặt hồi trưa cũng đánh bóng rồi. Trên núi thì mình làm cái kiểu bàn trên núi. Nhìn nó thô một tí mà nhưng cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, bàn này xài mấy năm cũng ok. Này là gỗ. Ở trên Sài Gòn mình hay xài gỗ ép, trên đây là gỗ nguyên tấm luôn các bạn ơi. Đó, xong rồi. Đây. Coi thêm dầm nữa. Rồi, cảm ơn chú, cảm ơn anh nha. Rồi, quá đẹp luôn. Ngày mai tối nay là để lên là bắt đầu ngồi làm việc được rồi. Không có sợ bị mỏi lưng. Ok. À, các bạn thấy video hay các bạn nhớ like, share và comment xuống bên dưới cũng như là đăng ký kênh cho Lovers TV nha. Rồi, Toản chào tất cả các bạn. Bye bye.